Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Với cái video này thì Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì là ngõ thông, ô tô thì cách khoảng tầm, đây ô tô cách nhà ngay ở kia thôi mọi người ạ. Thì nó chỉ khoảng tầm 30m thôi mọi người nha. Với ngõ trước nhà đây khoảng tầm 2m rưỡi. Đó, ngõ trước nhà 20m. Với cái diện tích của cái căn nhà này thì là 41m2 mọi người ạ. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng, rất là rộng, rất là thoáng. Với cái cụ thể căn nhà này thì như quý vị nhìn thực tế ở trên video là có những hẳn 3 cửa. Thì có một cái cửa ngách và một cửa chính. Với phần hoàn thiện mặt ngoài, mặt tiền của ngôi nhà thì đã được xong xuôi đầy đủ rồi, chỉ việc dọn đồ về mà ở mọi người ơi. Mặt ngoài của ngôi nhà thì toàn bộ là ốp đá granite hết xung quanh phần mặt tiền nha mọi người. Căn nhà này có ban công mở hướng ra phía bên ngoài như thực tế ở đây mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đó. Và với cái phần mặt tiền rất là rộng mọi người ơi, mặt tiền hơn 6m nha quý vị. Cho nên rất là thoáng hướng nhà Tây Nam. Cửa chính của ngôi nhà đây, mời mọi người theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với phần cửa chính của ngôi nhà toàn bộ là cửa gỗ lim, gỗ lim cao cấp. Và phần phòng khách thì rất là rộng. Với cái khổ đất này thì nó là hình kiểu chữ nhật đấy mọi người ạ. Hình chữ nhật nha mọi người. Cho nên là cái mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì gần như là xong hết rồi, chỉ việc dọn đồ về ở. Hồ sơ điện nước đều được lắp đặt đầy đủ. Rồi là phần sơn, phần gạch lát nền, thiết bị vệ sinh, nội thất cơ bản được hoàn thiện xong xuôi rồi. Với cái giá chào bán 4 tỷ 350 triệu đồng từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi ra tới làng lụa Vạn Phúc, nó chỉ khoảng tầm 500 mét thôi mọi người nha. Và đi lại thì giao thông vô cùng thuận tiện, nó gần như là thuộc trung tâm của Hà Đông rồi mọi người ạ. Cụ thể thì nó thuộc phố Ngô Thì Sĩ, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội mọi người nha. Và tiếp theo với cái phần căn nhà của anh review thì ở phía tầng 1, phần gạch lát nền kích thước là gạch là 60-60 vân đá. Đấy, phần phòng khách kia thì rất là rộng. Ngoài hai cái phần cửa này mọi người ạ thì còn có cả một ô cửa sổ nữa, rất là thoáng. Đây, trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, được lắp đặt xong xuôi rồi đấy. Đứng từ phía đầu cái cửa đấy mà đến phần Ngọc Ánh đang đứng ở đây, mọi người có thể nhìn thấy không, rất là rộng nhá. Tầng 1 thì có một phòng vệ sinh phụ thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngoài ra với cái phần tầng 1 này, ngoài phần phòng khách thì còn một cái không gian phòng bếp. Đây quý vị có thể nhìn thực tế không gian phòng bếp đây. Đó, rất là đẹp nha mọi người. Toàn bộ thì chủ đầu tư làm toàn bộ là màu tủ bếp màu trắng và xung quanh bếp thì ốp đen, tạo nên nổi bật cái không gian bếp cũng như là nó rất là hài hòa với cái màu sơn, cái không gian nhà cũng như là cái màu gạch mọi người ạ. Xung quanh bếp thì được ốp đá granite này, mặt bếp ốp đá granite, còn phụ kiện bếp các thứ được lắp đặt. Nói tóm lại là với căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi nha mọi người. Đây, phụ kiện bếp chất liệu inox 304 rất là chắc chắn. Chậu rửa, vòi rửa đều chất liệu inox 304, hàng nhập khẩu hết mọi người nha. Đó, hồ sơ điện nước thì đã được lắp đặt xong xuôi đầy đủ. Với cái vị trí căn nhà này rất là ok. Ngay ở bên cạnh nhà là có một cái bãi gửi xe mọi người nha. Đó, cho nên là mọi người nếu như mà quý vị nào có ô tô thì cứ yên tâm là đi vào cái căn nhà này, nó chỉ 30m thôi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen trắng mọi người nha. Như vậy tầng 1 của anh review cũng rất là chi tiết về giá cả cũng như thông số rồi. Vậy thì mời mọi người theo em lên khám phá phía trên tầng xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nhá. Với tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người thấy không? Hành lang đi vào rất là rộng và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Với cái không gian tầng 2, diện tích là mặt sàn 40m cho nên lên phía tầng 2 chủ đầu tư thiết kế một không gian phòng ngủ vô cùng rộng mọi người nha. Với cái không gian phòng này nó khoảng tầm hơn 30m2, nó khoảng tầm 32-33m cái không gian phòng ngủ này mọi người ạ. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Thì ở đây chủ đầu tư cũng lắp đặt sẵn rèm cửa các thứ cho mình rồi nha. Đây, ban công mở thực tế hướng được ra phía bên ngoài quý vị nha. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Ngoài ra, ngoài cái phần ban công thì có cửa sổ mở hướng ra phía bên ngoài. Đầy đủ hai lớp cửa, bên ngoài là cửa nhôm hệ, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện.
Với cái căn phòng này thì đều đã có đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với cái căn nhà này 4 tỷ 350 triệu đồng là giá bán. Vậy thì cái phần tiền mặt ấy, quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm 1 tỷ 8 thì còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Về cái phần ngân hàng thì quý vị nào muốn cân nhắc và muốn tìm hiểu hơn về cái phần ngân hàng thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Với tầng 2 này đây, phòng diện tích phòng ngủ rất là rộng đây mọi người này. Thì ngoài ra còn có một nhà vệ sinh ở phía bên trong. Một cái phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ này thiết kế theo kiểu master mọi người ơi. Phòng ngủ cũng rộng mà phòng vệ sinh ở đây cũng rất là rộng nha mọi người. Đây, đầy đủ hệ thống bồn cầu liền khối, quạt hút mùi, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Rất là đẹp đây. Rất là đẹp đấy đúng không ạ? Toàn bộ hệ thống này nó đều là cái chất liệu cao cấp hàng nhập khẩu mọi người nha. Đây, hệ thống lavabo này, rồi gương tắm này, đó. Phụ kiện đi kèm trong phòng tắm đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị. Và với cái không trong phòng tắm này thì đây, toàn bộ chủ đầu tư cũng ốp gạch lên trên tới tận trần cho mình rồi nha mọi người. Rất là sạch sẽ và về cái độ thẩm mỹ thì rất là đẹp. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha. Đó, với cái không gian, với cái căn nhà này thì rất là đi lại thì rất là thuận tiện đấy mọi người ạ. Ngọc Ánh xin nhắc lại vị trí của ngôi nhà, nó thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đi lên Nguyễn Trãi, Thanh Xuân cũng rất là tiện. Mà đi lên tới cái trục đường kéo dài Lê Văn Lương, đi thẳng lên đường Láng rồi các thứ lên ngã tư Sở thì cũng rất là gần nha mọi người, rất là gần. Từ vị trí cái căn nhà này mà xung quanh đầy đủ các trung tâm thương mại, rồi là làng lụa Vạn Phúc này, trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông này, Mê Linh Plaza, đi ra tới Ủy ban Nhân dân quận rồi các thứ, nói chung là rất là gần. Trung tâm hành chính quận nó chỉ phạm vi bán kính tầm 2 km đổ lại thôi. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông này, bệnh viện 103, bệnh viện Ca Tân Triều nó cũng chỉ tầm phạm vi bán kính 3 km đổ lại thôi, quá là thuận lợi nha mọi người. Cửa thông phòng của ngôi nhà thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim nha mọi người. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh luôn, nó là cửa gỗ lim với mọi người ạ, rất là chắc chắn nha. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi. Vậy thì trên phía tầng 3-4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nha. Quý vị ơi, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì với tầng 3 này thiết kế nó khác hơn một chút so với tầng 2. Đó là chủ đầu tư chia 2 phòng ngủ mọi người nha. Đây, 2 phòng ngủ thì mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên. Đấy. Căn phòng ngủ ở phía trên tầng 3 cũng vậy. Đều có rèm cửa này, rồi là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Tất cả các phòng thì đều được chủ đầu tư lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho mình rồi. Quan trọng là cái vị trí và cái giá bán thì nó cũng có hợp lý với khu vực hay không thì Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại là có mọi người ạ. Bởi vì với cái căn nhà này diện tích là 41m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Vị trí cũng rất là đẹp, đường ngõ nông, giá hợp lý nha mọi người. Mọi người quan tâm về cái khu vực Vạn Phúc này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại nha. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha. Đó, trên tầng đây thì cũng toàn bộ là được lát gạch kích thước 60-60. Cửa thông phòng đây, đầy đủ hết nha mọi người. Và đây là phía căn phòng ngủ bên cạnh. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng. 3 phòng ngủ thì phòng nào cũng rất là rộng quý vị nha. Rồi phòng ngủ nào cũng được chủ đầu tư làm trần thạch cao, hệ thống đèn LED. Đó, rất là đẹp, màu sơn thì toàn bộ là màu trắng là phần chủ đạo của ngôi nhà. Cho nên là vào cái không gian nó rất là thoáng. Rất là thoáng mọi người nha. Cửa thông phòng đây. Đó. Và ngoài ra phía tầng 3 này ngoài cái 2 phòng ngủ thì vẫn còn một phòng vệ sinh nữa. Thì vòng vệ sinh này đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Đó. Là hệ thống sen cây này, quạt hút mùi này, đầy đủ hết rồi. Và ở trên đây là có một cái ô chờ để lắp bình nóng lạnh ở phía bên trên trần mọi người nha. Đó. Đây, bồn cầu liền khối lavabo, cửa nhà vệ sinh. Nói chung Ngọc Ánh review rất cẩn thận và chi tiết. Quý vị có thể tưởng tượng ra trong đầu mình từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 ngôi nhà này thiết kế như thế nào nha. Và phần còn lại của ngôi nhà là tầng 4 thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 để khám phá nốt căn nhà này nhé. Quý vị ơi, với tầng 4 của ngôi nhà thì bước lên trên phía tầng 4 đây mọi người thấy không? Dợp ánh sáng luôn mọi người ạ.
không khí lên trên dưới này thoáng đãng hẳn luôn ý ạ. Và với cái tầng 4 của ngôi nhà này thì đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp các bạn ánh ở đây là chủ đầu tư có thiết kế hai ô giếng trời, một ô giếng trời để lấy toàn bộ cái phần ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và một ô giếng trời ở đây là cái khu vực này thực ra nó là để sân phơi mọi người nha. Máy giặt để đây này. Đó. Xung quanh thì đã được lắp rào sắt hết rồi nha mọi người. Yên tâm luôn. Đây là khu vực sân phơi. Và với tầng 4 này thì chủ đầu tư thiết kế một phòng ngủ và một phòng thờ. Mọi người theo mình vào phía phòng thờ của ngôi nhà. Đây là phần phòng thờ nha mọi người. Đây, nhỏ nhắn, hợp lý. Riêng cái phòng thờ tầng 4 này thì mọi người có thể nhìn ở trên trần giúp em ở đây. Chủ đầu tư có thiết kế nó hơi khác biệt đi một chút. Nhìn nó cũng khá là ấm áp mọi người ạ. Tất cả đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài nha. Đó. Và một cái căn phòng ngủ ở bên này nữa này. Đây. Căn phòng ngủ nữa. Như vậy căn nhà này thiết kế là có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng vệ sinh mọi người nha. Khu vực sân phơi riêng biệt. Căn nhà thì thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.